Tại sao Vincent Nguyễn khó có thể chạm tay đến chức vô địch trong suốt thời gian thi đấu tại VBA? Nếu được lựa chọn một ngôi sao xứng đáng có được chức vô địch VBA, chắc chắn cái tên mà tôi lựa chọn sẽ là Vincent Nguyễn, chàng hậu vệ tài hoa sinh năm 1995 nhưng lại không có duyên với đỉnh cao của bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam. Vincent đã có mặt ở giải đấu từ rất lâu, sở hữu lối chơi được cho là rất nịnh những fan hâm mộ bóng rổ khó tính nhất, với khả năng kiểm soát bóng chuẩn chỉ, điều phối lối chơi cực hiệu quả, ném rổ với hiệu suất cao, ít hoa mỹ nhưng đạt hiệu năng vượt trội so với các Việt kiều khác, nhỏ con nhưng luôn làm những điều vô cùng lớn lao cho đội bóng và là một trong những cầu thủ có thời gian thi đấu lâu nhất tại VBA. Xem anh chơi cứ như chúng ta đang xem một Chris Paul trên sàn đấu VBA vậy, vì tất cả những gì Vince làm đều rất giống với CB3. Thế nhưng, cũng như Paul đang chật vật tìm lại đỉnh cao đầu tiên của sự nghiệp dù đã góp mặt tại Final, Vincent Nguyễn cũng bạc không kém trong hành trình tìm kiếm danh hiệu vô địch trong cả sự nghiệp chuyên nghiệp của anh tại Việt Nam. Vậy tại sao Vincent khó có thể chạm tay đến được danh hiệu VBA? Chúng ta có thể thấy những nguyên mẫu PG như Vincent ở NBA cũng khá nhiều vì đó là một trong những nguyên mẫu cổ điển và thương thế nhất. Nhưng Chris Paul, Steve Nash hay đỉnh cao của kiến tạo tại NBA như John Stockton đều là những point guard cực giỏi, cực hay nhưng họ lại chẳng thế nào có được một chức vô địch để tô điểm cho sự nghiệp lẫy lừng ấy của mình. Có lẽ họ cũng chia sẻ một vài điểm chung với Vincent là dù họ có là một hậu vệ dẫn bóng tuyệt vời đi chăng nữa nhưng luôn có một vật cản rất lớn ngăn cản họ đến được đỉnh cao. Với Chris Paul thì đó chính là vấn đề chấn thương hay anh phải đối đầu với một Milwaukee Bucks quá toàn diện ở năm duy nhất mà anh vào Final khi mà CP3 và Booker phải chống chọi lại Giannis Antetokounmpo, Drew Holiday, Chris Middleton và Brook Lopez quá giả dờ. Với Steve Nash thì cũng là một phần chấn thương và anh liên tục gặp thất bại trước những Spurs của Tim Duncan, Lakers của Kobe Bryant hay Mavericks của Dirk Nowitzki. Còn John Stockton lại là một Chicago Bulls quá mạnh của Michael Jordan, Scottie Pippen và Dennis Rodman. Cái năm mà Vincent chạm tay đến chung kết, họ cũng phải đối mặt với một Cần Thơ Catfish quá mạnh ở thời điểm ấy. Quá đồng đều khi mà họ có những cái tên như là Tâm Đinh, Sang Đinh, Hiếu Thành, Phú Hoàng, Hamilton thì rõ ràng chỉ Vincent và Stefan cùng Mike Bell là quá khó để có thể vượt qua những ngọn núi cực cao ấy. Ngoài việc phải đối đầu với những ngọn núi khổng lồ không thể vượt qua trong sự nghiệp của mình, các PG trên đều có chung một vấn đề đó là từ chính bản thân họ. Những PG có lối chơi cổ điển, chuyền bóng nhiều thường không có nhiều khả năng gánh team như các vị trí khác. Ngoại trừ Magic Johnson là PG thống trị giải đấu ở thời đỉnh cao, nhưng cũng phải hiểu rằng Magic là một PG có chiều cao hơn cả LeBron James khi ông cao 6'9" và bên cạnh ông còn có cả Kareem Abdul-Jabbar và một dàn những role player xịn nhất của thời điểm ấy. Nash, CP3, Stockton đều là những hậu vệ thấp bé so với mặt bằng chung của giải đấu và Vincent cũng ở trạng thái y hệt khi anh sở hữu thể hình tương đối khiêm tốn, nên thật sự khó để cho anh trở thành một cầu thủ cân team. Và khi lối chơi của các PG cổ điển này xoay quanh việc điều phối lối chơi cho đội và kiến tạo đa phần thời gian, kể cả những PG có lối chơi gánh team như ở thời điểm hiện tại cũng khó lòng đi quá xa ở playoff. Có thể kể đến như là Derrick Rose, Russell Westbrook, Damian Lillard hay Kyrie Irving sau khi rời xa vòng tay của LeBron James. Chỉ duy nhất có một trường hợp là Stephen Curry, nhưng nói gì thì nói, Curry vẫn có một tổ đội quá chất lượng trong hành trình tìm đến nhẫn NBA của anh và không giống những cái tên kể trên một chút nào. Đủ để thấy rằng vị trí point guard thực sự rất khó để trở thành nhân tố gánh team đưa đội đến được chức vô địch. Từ lối chơi, chúng ta có thể suy ra vấn đề tiếp theo mà các PG vĩ đại này gặp phải, đó chính là một đội hình không đủ tốt để tranh chấp chức vô địch. Ngoại trừ năm với HNB ra thì Vincent hầu như phải chơi với một đội hình trẻ cũng như là ngoại binh không quá nổi bật so với mặt bằng chung của giải đấu. Cũng giống như CP3, chưa từng có một ngôi sao nào cạnh mình đã từng vô địch, với siêu sao khủng nhất anh từng được đánh cùng là James Harden, người mà cũng như Paul mới chỉ vào Final và cũng thua sấp mặt dưới vai trò là một six man khi còn ở OKC. Hay như Steve Nash cũng chỉ có một Amari Stoudemire chưa từng vào đến Final, hay chơi cùng với một Dirk trước khi vô địch năm 2011 và rồi phí hoài những năm prime nhất của mình mà chẳng đến được Final thi đấu. Hay Stockton chỉ có mỗi Malone là cặp bài chung nhưng cũng chẳng đủ để ngăn cản một Michael Jordan quá bá đạo cùng hai kép phụ là Scottie Pippen và Dennis Rodman quá xuất sắc trong những series Final của thời ấy. Nếu kể tên một số những PG theo lối chơi cổ điển đã từng vô địch, chỉ có hai cái tên tôi có thể kể đến mà đáng chú ý, đó chính là Rajon Rondo và Jason Kidd. Nhưng với Rondo thì anh chơi với một đội hình quá toàn diện như Celtics năm 2008, với Paul Pierce được coi là SF hàng đầu giải đấu thời ấy. Kevin Garnett và Ray Allen là hai siêu sao vẫn còn đủ xăng để chinh chiến và đây cũng là một đội hình dày dặn kinh nghiệm. Còn với cả Lakers năm 2020 với LeBron James và Anthony Davis cùng với một dàn role cực xịn. Với Jason Kidd thì anh được chơi cùng một Dirk phiên bản hoàn kỳ năm 2011 và năm đó Dirk thi đấu như một vị thần vậy. Không ai có thể lường trước được rằng Maverick năm đó vô địch cả. Để một PG có lối chơi cổ điển lên ngôi vô địch, người đó cần một siêu sao ghi điểm cực bá đạo lại còn có kinh nghiệm thi đấu cực tốt cũng như là dàn role player xịn sò con bò bậc nhất thì mới có hy vọng vô địch được. Trừ với Vincent thì thời gian anh ở Hồ Chí Minh City Wing toàn phải đánh với dàn cầu thủ trẻ và những ngoại binh tạm ổn chứ không phải xuất sắc thì thật khó lòng nào cho Vincent có thể chạm tay được đến Final lần nữa.
Có lẽ cũng chính vì những điều này mà Vincent sẽ chẳng thể nào vô địch, trừ khi Wing có thể cấu thành một đội bóng siêu mạnh để Vincent điều phối, hoặc anh chuyển đến một đội bóng khác siêu mạnh để có thể nuôi giấc mơ vô địch của mình. Thì may ra chúng ta mới được nhìn thấy anh cầm chiếc cúp vô địch trên tay để tô nét đặc biệt cuối cùng cho sự nghiệp dài đằng đẵng, cực đáng ngưỡng mộ của chàng Việt kiều sinh năm 1995 này. Giờ chỉ biết mong đợi mà thôi.